Hello, xin mến chào tất cả các bác. Súp đánh tí nữa thì rơi cả lưng tiếng luôn. Rất là hay anh em nhá. Các bác đang nghe, em đang test một chiếc lưng tiếng này. Đó, TD5000 đánh này, đánh rung hết luôn này. Ok chưa? Các bác có thể thấy lưng tiếng TD5000, con này cắt súp đánh rất là gọn. Thì ok, một cái video ngày hôm nay sẽ giới thiệu và làm một cái video về mẫu lưng tiếng TD5000 này, để cho các bác có thể cắt súp ở ngay trên con lưng tiếng này rất là hay. Vì trong thời gian gần đây có rất là nhiều anh em hỏi, gọi điện cho bên em là bộ dàn karaoke gia đình đánh, nếu mà sử dụng đánh súp hơi bát 40 hoặc là bát 50 mà có lên sử dụng mà lưng tiếng để cắt súp không, thì em khuyên với tất cả các bác, nếu như chúng ta sử dụng vang cơ nhé, anh em sử dụng vang cơ thì là tốt nhất chúng ta mua thêm lưng tiếng về, anh em cắt súp đánh rất là hay. Bởi vì thường vang cơ đánh súp nó cắt không được gọn, em không được gọn, và cái tiếng súp đánh không bao giờ được lực bằng lưng tiếng được, trừ vang số. Nếu như vang số mà anh em mà setup chuẩn đấy, cắt súp gọn chuẩn, thì cái tiếng súp đánh là rất là ok, rất là lực. Còn đâu nếu mà bác thợ nào mà cắt chưa chuẩn ấy, thì là anh em cũng nên mua con lưng tiếng này về để anh em cắt súp. Thì bây giờ em sẽ cắt súp ngay ở trên con lưng tiếng này, các bác cùng nghe này. Đấy, các bác có thể thấy này, em đang sử dụng đẩy hai kênh nhá. Con này thì là một kênh là đánh noa, ok chưa? Kênh này đánh noa này, và kênh này đánh súp này, ok chưa? Bây giờ em sẽ tăng lên này. Khi càng tăng lên nhá, tăng lên, đang đánh quả súp hơi bắt 50 này, khi tăng âm lượng lên này, đó, tăng lên nhá, thì là cái tiếng súp nó sẽ bị lọt. Đó, cái tiếng lời nhá, nó sẽ bị lọt xuống súp, ok chưa? Tiếng ca sĩ nó sẽ bị lọt xuống súp. Bây giờ em sẽ giảm đi này. Đó, bây giờ em sẽ để tầm 100 hẹp thôi. Để tầm 100 hẹp là mất ngay, đúng không ạ? Mất ngay, đúng không ạ? Giảm bớt đi rất là nhiều. Đó, mất tiếng ca sĩ súng súp ngay, ok chưa? Đó, và đây là phần bát vô, là chỉnh âm lượng này, chỉnh âm lượng to nhỏ của súp này, ok chưa? Càng tăng lên thì tiếng súp nó đánh càng lực, càng bạo lực em nhá, đánh rung hết nhà luôn, ok chưa? Đó, và bây giờ em sẽ tăng full lên này, ok chưa? Rất là hay, một mẫu lưng tiếng rất là tuyệt vời. Chính vì vậy, các bác mà đang sử dụng vào súp điện hoặc súp hơi, ok ạ, mua ngay con lưng tiếng này về, anh em cắt súp thì nghe rất là hay, đánh rất là uy lực. Các bác để thấy này, đánh xê dưới hết cả lưng tiếng này, đánh xê dưới hết cả lưng tiếng này, ok ạ. Đấy, em sẽ xê lại nhá, xê cân bằng này, xê một tí nó đánh thì xô hết ra ngoài, ok ạ. Một mẫu lưng tiếng rất là hay. Và ngoài ra thì cái dòng lưng tiếng TD5000 này có rất là nhiều các chức năng. Đó, như là cổng quang này, Bluetooth này, ok cho em sẽ chuyển sang Bluetooth này. Đó, cổng quang này, USB này, và nhấn tiếp thì nó sẽ sang cổng C1, C2. Ngoài ra còn có cổng Watson nữa, rất là nhiều các chức năng, ok chưa, rất là hay. Trên lưng tiếng thì đánh rất là lực anh em nhá, rất là lực và rất là hay. Tiếp đến thì các bác có thể chỉnh bát, chỉnh bát trung check của phần nhạc, ok ạ, của kênh 1 và kênh 2. Đó, bypass này không sử dụng, đó, input bypass là sử dụng qua lưng tiếng hay là không sử dụng qua lưng tiếng. Bluetooth 5.0, ok ạ, Bluetooth 5.0, các chế độ đảo pha, ok ạ, rất là hay. Ok, thì anh em quan tâm đến mẫu lưng tiếng cắt súp hay như thế này, đó, cắt súp hay thế này, anh em thể gọi điện trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Đó, các bạn thể thấy đánh quá là khủng luôn, rất là bạo lực. Quá là gấu đúng không ạ? Ok, một cái video cắt súp trên lưng tiếng để cho các bác tham khảo. Anh em nào mà đang có nhu cầu
muốn mua về để cắt súp thì đây là mẫu lươn tiếng rất là hay. Ok chưa? Đó, bác nào mà đang có văng cơ hoặc văng số mà anh em các bác thợ mà setup cắt súp vẫn chưa được lực thì anh em mua con lươn tiếng này về cắt súp thì nghe rất là lực em nhá. Đó, các bác thể thấy này. Đó, em sẽ hướng dẫn lại cho tất cả các bác cùng nghe này, cùng xem nhá. Khi tăng lên này. Ok chưa? Đó, đây là càng tăng lên thì nó sẽ bị lọt lời xuống súp. Ok chưa? Lọt lời xuống súp. Bây giờ em sẽ để tầm 100 hem này. Ok chưa? Đó. Nọt chưa? Bây giờ sẽ giảm đi này. Rất là lực. Ok chưa? Rất là lực. Mất luôn đúng không ạ? Mất tiếng ca sĩ luôn. Đó, và bây giờ sẽ chỉ còn nhiệm vụ là tăng full lên thôi. Rất là hay. Ok. Thì anh em mà thấy một cái video hay ý nghĩa thì có thể cho em xin một like, một đăng ký kênh. Video này em xin dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.